Xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay Cường lại tiếp tục đi săn ong nữa cả nhà. Thì tới đây Cường cũng mới vừa phát hiện một tổ ong nha cả nhà. Quá tài con ong lớn rồi cả nhà, cái đầu mặt phì như cái lu. Đây quay cho cả nhà xem. Đó, cây sầu riêng nha cả nhà. Sao cả nhà thấy không? Tổ quá trời bự luôn rồi cả nhà ơi. Không biết là nó mật nhiều ít chứ Cường thấy nó cũng no no đó nghe cả nhà. Và bây giờ Cường lên Cường bắt nha. Nói cục mặt này cũng như cái lu đi, anh em vô coi không có chữ thú quắc cả lỗ tai luôn. Rồi dạ. Rồi bây giờ Cường lên bắt nghe cả nhà. Tổ nói chung là cũng lớn lớn cả nhà, không bự mấy. Tổ nói chung là cũng lớn lớn cả nhà, không bự mấy. Cũng tạm được. Hy vọng là có mặt nha cả nhà. Kiếm bị chừng cỡ nửa lít thôi cũng mừng rồi cả nhà, mùa mưa mà. Nói chung là gần vô mùa đây đó cả nhà. Chỗ Cường đó nha. Ông là gần vô mùa đây rồi, nhưng mà bây giờ thì hiện tại giờ nó vẫn còn mặt còn rất là yếu. Đó, ngon lành này. Ây da. Đây còn quay tổ ong cái cho cái nhà xem luôn. Quá tài tổ ong bự. Nè cả nhà. Hình dung không? Tổ ong lớn nha cả nhà. Đó thấy không? Quá trời bự luôn rồi. Khói. Hy vọng là có mặt. Dạ dạ, không quýnh. Trời ơi. Quá đã rồi cả nhà ơi. Nhức nách này. Nhức nách anh em ơi. Thứ gì chịu nổi thế này. Bật bít nắp nghe cả nhà. Thứ gì chịu nổi. Coi nè. Trời ơi trời. Nó đã. Cái nhà ơi coi nè. Trời ơi trời, cái nhà ơi nó đã cái nhà. Nó đã coi nè. Đó cả nhà thấy không? Quá trời nó đã rồi. Đây nè anh em. Coi vào đầu mặt đó nè. Bít nắp trắng phiếu luôn nha cả nhà. Thứ gì chịu nổi không? Ôi ôi trời, nó đã má ơi. Tới nái cái tổ ong này rồi. Nè cả nhà. Chu cha mẹ ơi. Chắc cỡ lít gửi á. Lít gửi là dư sức luôn á. Nè cả nhà. Phê ghê không cả nhà. Thứ gì chịu nổi thứ này. tới nái rồi cả nhà ơi. Bít nắp luôn. Quá đã, hôm nay không có ổ nào được như vậy luôn á. Ôi ôi nó phê. Thôi giờ còn cắt nha, không có linh ta linh tinh nữa. Rồi. Cái đuốc nó cháy dữ vậy. Nó đã.
thứ gì chịu nổi. Thiệt phê thiệt luôn nghe anh em. Hôm nay không có ổ nào được như vậy luôn á. Mặt nó đẹp như mơ luôn. Mặt nó đẹp cái khỏi nói tới luôn trời. Trời ơi. Ông đâu vô đây dữ vậy trời. Đây nè cả nhà. Tầm giá 1 lít rưỡi nha cả nhà. Nói chung gần cả nước rưỡi được. Quá đã của ông luôn à. Đứng dưới đất nhìn lên thấy ghiền liền. Đây nè cả nhà. Thứ gì chịu nổi thứ này. Nhức nách. Tét nách luôn chứ nhức gì nữa. Chiếc này là tét nách thiệt rồi cả nhà ơi. Rồi giờ Cường đi xuống nha. Đó, có ông Cường cũng đi sửa xong xuôi cái trần rồi cả nhà ơi. Cạo cái keo cho sạch luôn. Video này nói chung ra chắc có thể là hơi ngắn nha cả nhà. Đó, quăng cây đốt xuống luôn rồi đó. Giờ xuống là chỉ xuống xuống sóng thôi nè. Thứ gì chịu nổi. Quá đã cả nhà ơi. Nè cả nhà. Thôi giờ Cường cũng xin kết thúc clip nha cả nhà. Giờ Cường đi kiếm tiếp rồi có Cường sẽ quay cho cả nhà xem nha. Tổ ong nhịn đã coi nè. Mặt bít nắp hết trơn. Nằm giá cỡ gần lít rưỡi nha cả nhà. Rồi giờ bye bye cả nhà nha. Cường đi kiếm tiếp nha. Đây cả nhà ơi. Cường mới vừa phát hiện ra thêm một cái tổ ong nữa cả nhà. Nó nằm ở trên cây bạch đằng nè cả nhà. Ủa cây này cây gì ta? Chăm bầu á. Chăm bầu cái bạch đằng, chăm bầu cả nhà ơi. Tổ này nói chung này nó cũng không lớn nha cả nhà. Nó nằm giá chung chung à. Đó, cả nhà thấy không? Ngay cái tay gần đó, cục đường thùi lùi đó. Thì nãy giờ Cường cũng trang bị đồ nghề được xong hết trơn nha cả nhà. Giờ chỉ có là lên bắt thôi nha cả nhà. Rồi cả nhà cùng đón xem nha. Tiếp tục bắt tổ ong nữa nha cả nhà. Hy vọng là tổ này kiếm bị chừng nửa lít là vui rồi cả nhà ấy. Mùa mà nửa lít anh xị là mừng quýu phô câu hết trơn. Thôi giờ lên nha cả nhà. Giờ cũng lên bắt nha cả nhà. Cây này thì nó cũng dễ leo rồi cả nhà ơi. Mồi cái đuốc lên cái cho chắc. Chứ để lên mà khói lên không kịp nó là nó quýnh. Ỉa mày lạnh như chơi luôn á. Đúng. Ôi, tao ông này chưa hết nó giận. Biết đầu mặt thì sao đây. Có lý cả nhà ơi. Quá ngon. Đâu mặt nó nè. Quá ngon luôn anh em ơi. Đó, đã ghê không. Tổ này nói chung là cũng mới đóng.
mới đóng mà được đồng mật vậy là ngon hết sức. Ồ bên đây nó ké hơi nhiều ha, thôi mà kệ đi. Dạ dạ Quýnh, đã ghê không cả nhà, chắc cả hơn nửa lít được ạ. À, tới nái toàn thiệt chứ. Đã ghê á. Ôi. Hả, sửa dĩ nó vậy nghe cả nhà. Lý quá cả nhà ơi. Quá hên. Mấy bên này đi toàn lại gặp cái gì đúng không? Ồ có lý. Có lý cả nhà. Đó. À nửa lít à. Bên đây ké hay nhiều ha. Bên đây nó phì nó là ngon luôn. Quá trời ké luôn, còn gọt quá ké ra nghe cả nhà. Nói chung ra phải kỹ mới được cả nhà ơi. Mật ong này mình bán cho người ta xài lâu dài mà, cho nên phải kỹ mới được. Chậm chậm chút xíu cũng không sao. Rồi nửa lít cái ghe. Rồi giờ đi xuống nha cả nhà. Giờ cần đi xuống mới được. Lâu lắm rồi mới có cảm giác sướng sướng gì. Hôm nay hốt ổ khu queo không. Trời ơi trời 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 chết bà rồi. Dướng vô quần, dướng vô đây nè nghe cả nhà. Xong. Xong một ổ. Thôi. Giờ con cũng xin kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Nè, quạt cái này cả nhà. Chung ra cũng được nửa lít đây cả nhà ơi. Cây này nói chung ra cũng dễ leo. Leo nói chung ra không có bị bể trứng cút. Không có bị dập trứng cút nghe cả nhà. Cây nói chung cũng dễ leo lắm. Thôi giờ con kết thúc clip nha. Hẹn cả nhà những clip tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Cả nhà xem hay thì con xin một like, một đăng ký nha cả nhà. Bye bye.